Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau bão số 2, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài. Đặc biệt trận mưa lớn từ chiều và đêm qua đã khiến một số tuyến đường trong nội thành thành phố Hưng Yên bị ngập cục bộ. Một số đường phố bị ngập như đường 266 phường Minh Khai, đường Mậu Dương phường Hồng Châu, đặc biệt khu vực đường Lê Lai, Đoàn Thị Điểm và công viên Nam Hòa phường Lê Lợi bị ngập sâu tới 30 tới 40 ly. Đến 8 giờ sáng nay, tại khu vực này vẫn còn chỗ ngập khoảng 15 tới 20 ly, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Một số phương tiện qua khu vực này đã bị chết máy. Nguyên nhân là do nước mưa ở các tuyến phố của thành phố Hưng Yên dồn về hồ điều hòa công viên Nam Hòa quá lớn, khiến nước hồ tràn cả ra các tuyến đường xung quanh gây ngập úng cục bộ. Được biết, tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt 264,5 ly. Hàng trăm hecta nhãn, lúa và hoa màu ở các địa phương như Hồng Nam, Liên Phương, Phương Chiểu, Quảng Châu bị ngập úng. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố đã huy động 5 trạm bơm với 27 máy bơm hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước.